từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh người chúng ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng đương sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 344. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Chánh Sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu được tốt. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Rạng Đông. Trước khi đi vào bài học mới thì Định Đạt xin cung thỉnh Chư Tăng và tất cả quý vị hướng về Tam Bảo. Chúng ta làm lễ, đảnh lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho Sang khăn Namami. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề trong ngày hôm nay. Sau mùa lễ dân y tạm nghỉ trong cái sinh hoạt trên diễn đàn của mình á, thì ngày hôm qua Tịnh Đạt được Đại Đức Pháp Tính thông báo là có lịch để tham gia lại diễn đàn vào ngày hôm nay, cho nên cũng mới hay diễn đàn chúng ta sinh hoạt trở lại. Cho nên mấy ngày hôm trước Tịnh Đạt không có vào trong room. Cái điều mà đáng mừng bởi vì khi mà ở ngoài xã hội đó, chúng ta không có cái cơ hội để mà tập trung đông người để gặp nhau để mà chia sẻ Phật pháp, thì trên diễn đàn công nghệ như thế này chúng ta có dịp, cái người nói thì cũng có cái dịp để mà ôn đọc lại những cái kinh sách kinh điển, và cái người nghe thì cũng có cái dịp để mà trao đổi những cái ôn lại những cái kiến thức cũng như là những cái bài học. Đó là những cái thiện sự mà người con Phật của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cần phải nhớ và làm để không có bị quên lãng. Tạo ra cái sinh hoạt này đó là tạo ra sinh hoạt của Phật pháp, và cũng là tạo ra một cái môi trường thiện pháp chung. Nếu như là ở trong một cái khuôn viên khán phòng mà gồm có 23 thành viên tham dự như thế này đó, thưa quý vị rằng đã là một hội chúng rất là đông đảo. Nhưng mà ở trên diễn đàn công nghệ thì chúng ta không có thấy mặt nhau, chỉ ngồi trước cái chiếc máy tính, trước một cái thiết bị điện tử,
Nhưng với tấm lòng học đạo, học pháp, trao đổi thì chúng ta vẫn có thể khởi lên những cái tâm thiện, những cái tâm lành đối với nhau và cùng nhau học Phật pháp. Thì đó là những cái lời đầu tiên mà Tịnh Đạt muốn phát biểu khi mà tham gia trở lại cái lớp pháp sau thời gian tạm nghỉ ở trong mùa lễ dân y 2020. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài mới, đó là câu kệ ngôn pháp cú số 344 trên 423 câu. Như vậy chúng ta cũng gần sắp hoàn thành xong trọn vẹn phẩm kinh pháp cú, và mong rằng chư thiên cũng hộ trì cho chư tăng, chư vị giảng sư có đủ sức khỏe để mà tham gia thường xuyên liên tục, và hộ trì cho những cái tấm lòng của những người học đạo và chúng ta có được nhiều cái thuận duyên để mà tham gia diễn đàn cho được cái sự đầy đủ. Câu kệ ngôn pháp cú số 344 mà ngày hôm nay chúng ta học sẽ có nội dung như sau: Yonip Panato vana thimuto vana muto vana meva thavati tăng bukala metha basatha muto pantana meva thavati. Lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng lại chạy theo ràng buộc. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu, quý vị đợi cho tôi xíu để mà câu pháp cú 344. Câu pháp cú 344 theo nghĩa dịch văn xuôi như sau: Hãy đến, hãy nhìn xem cá nhân, kẻ đã đi ra khỏi rừng mà có khuynh hướng ở rừng, đã được thoát ra khỏi rừng lại chạy vào rừng trở lại, đã được tự do lại chạy vào sự giam cầm trở lại. Bản dịch văn xuôi của ngài Yên Đá Chanh Đá Chánh Thân. Và để theo cái sự sinh hoạt của trên diễn đàn thì trước khi đi vào bài học, chúng ta sẽ điểm sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Câu đầu tiên đó là Yonip Panatho Wanathimutto. Vô có nghĩa là người nào hay là kẻ nào. Người nào? Nip Panatho, Nip Panatho có nghĩa là đã thoát khỏi, đã thoát ra khỏi, đã thoát ra khỏi. Vanathimutto, Vanathimutto có nghĩa là có cái khuynh hướng sống ở rừng, có cái khuynh hướng sống ở rừng. Và câu kế tiếp đó là Vana Mutto Vana Meva Thavati. Vana Mutto là kẻ đã ra khỏi rừng, kẻ đã ra khỏi rừng. Vana mê quá được hình thành bởi hai từ đó là quá năng cộng ê quá, quá năng cộng ê quá.
Quá năng có nghĩa là khu rừng. Y quá thật vậy. Tha quá tí là đã chạy, chạy. Tha quá tí là chạy. Câu thứ ba đó là tăng bút ca la mê tha pa sa tha. Tăng bút ca la mê tha pa sa tha. Tăng ở đây là người này. Bút ca lăng là người. À, tăng bút ca lăng là người này. Cộng với lại ê tha. Tăng bút ca la mê tha. Bút ca la mê tha được là bút ca lăng ê tha. Ê tha có nghĩa là hãy đến. Pasatha, Pasatha cũng là một cái từ tha động từ, kêu gọi hay là nhờ vả để mà làm cái gì đó. Từ Pasatha đây có nghĩa là hãy nhìn xem, hãy nhìn xem. Câu cuối cùng, câu thứ tư, Mutto Pantha Una Mewa Thawati. Mutto Pantha Una Mewa Thawati. Mutto kẻ đã được ra khỏi, kẻ đã được ra khỏi. Pantha Una Mewa được hình thành từ Pantha Năng cộng e quá. Pantha Năng là sự trói buộc. Bản năng là sự trói buộc. Ê quá là thật vậy. Tha quá tí có nghĩa là chạy. Tha quá tí có nghĩa là chạy. Như vậy là chúng ta đã điểm sơ qua, sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 344. Một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp Cú số 344. Yonip Panatho Vanati Mutto Vana Mutto Vana Mewa Thawati Tăng Bukala Meta Pasatha Mutto Pantana Mewa Thawati. Lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo ràng buộc. Hoặc là bản phổ thơ của Ngài Giới Đức, đã tìm vui chốn rừng già để mong thoát khỏi căn nhà thế gian, nhưng kìa chúng lại lộn hoàng mái xưa trở lại buộc ràng hơn xưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự cũng như là tích truyện của câu kệ ngôn Pháp Cú số 344 này. Do nguyên nhân đâu, lý do tại sao mà Đức Phật Ngài nói lên cái câu kệ ngôn này? Và Tịnh Đạt cũng từng tới quý vị rằng á, câu kệ ngôn Pháp Cú chúng ta được học đó có một cái ý nghĩa răn dạy, cũng giống như là ông bà ngày xưa chúng ta dạy cho con cháu, đúc kết qua những cái kinh nghiệm sống, thể hiện qua những cái câu ca dao tục ngữ. Thì những cái lời dạy kinh trong kinh Pháp Cú là những cái đúc kết kinh nghiệm qua từng cái sự kiện xảy ra của một cái vị giác ngộ bậc đạo sư. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua cái không có lưu ý đến phần duyên sự câu kệ ngôn Pháp Cú thì chúng ta sẽ khó lòng nào nắm bắt được, khó lòng nào nắm bắt được hết trọn vẹn của cái câu kệ ngôn mà Đức Phật này muốn nói đến. Cũng giống như là câu chuyện sự tích xảy ra của cái một cái lời dạy vắn tắt. Thưa quý vị rằng câu kệ ngôn Pháp Cú này liên quan đến được đặt tựa cho câu chuyện đó là vị tỳ khưu hoàng tục Viphan Viphan Tất Cát.
Phần tất cả là một quý vị đã từ bỏ cái sự trong tăng đoàn đó. Câu kệ ngôn pháp cú này Đức Thế Tôn ngài thuyết khi ngài ngự tại chùa Chetavana ở gần thành Savatthi. Thì tương truyền rằng có một cái vị tỳ khưu đệ tử của ngài Kassapa. Dạ, ngài Kassapa. Ở đây có thể là ngài Maha Kassapa, tại vì trong thời Đức Phật thì từ Kassapa rất là nhiều. Rất là nhiều. Cái vị tỳ khưu này là một cái vị tỳ khưu xuất gia. Theo trong tích truyện kể rằng thì cái vị này đã chứng đắc được thần thiền định. Ban đầu thì chứng đắc thiền định đến ngũ thiền. Ở trong kinh thì là tứ thiền, ở trong Vijaya Pháp phân ra ngũ thiền. Một bằng tầng thiền cao nhất của sắc giới đó thưa quý vị. Thì để chứng đắc được cái tầng thiền như thế này đó, quả thật là không có quá là hiếm hoi và không có quá là khó trong thời kỳ Đức Phật, nhưng ở trong thời kỳ chúng ta bây giờ đó phải thật sự ra là người có cái sự nỗ lực rất là lớn, có duyên Phật pháp rất là nhiều, rất là dày mới có cái khả năng mà thiền định như thế. Ở trong thời kỳ Đức Phật thì đối với cái việc mà chứng thiền, chứng thông hay là nhập lưu Anaham, chúng ta đọc kinh điển chúng ta bắt gặp rất là nhiều trường hợp. Không phải là số lẻ, không phải là một cái số ít, mà đôi khi là hàng trăm vị, hàng ngàn vị cùng nhau chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn hoặc là đạo quả A-la-hán. Chúng ta không thể nào so sánh được thời kỳ vàng son của Phật giáo, thời kỳ đầu và cái thời kỳ đã cách xa Phật giáo hơn 2.500 năm. Nhưng mà để nói đến chỗ này đó là một cái vị mà có khả năng chứng thiền đó, phải nói là có phước duyên rất là nhiều, có phước duyên rất là nhiều. Trong thời nay chúng ta là người, những người học Phật thì chúng ta cũng có cái dịp để mà thực hành thiền đó, để mà an tịnh tâm, giữ trên đề mục một cách liên tục 5 phút, 10 phút đã là khó rồi. Và chúng ta phải phải nhiệt tâm nhiệt tình để mà tu thiền hoặc là tham gia những cái khóa thiền tích cực 11 tháng, 2 tháng, 6 tháng, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được cái chánh niệm, cảm nhận được cái đề mục và cảm nhận được cái an tịnh của tâm khi mà có cái trạng thái tĩnh lặng của thiền. Đừng nói chi là cái việc mà chúng ta đã giữ cái sự chánh niệm định ở trên đề mục và đạt được cái trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay ngũ thiền, thái rất là cao trong trong cái việc mà thực hành thiền an tịnh tâm, thiền chỉ. Để trình bày cho quý vị thấy rằng một cái vị tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật đã chứng đắc được ngũ thiền, nhưng mà cái vị này lại có một cái chướng duyên, một cái trở ngại. Dạ, cảm ơn cô Nhục Quỳnh đã cho biết được tín hiệu rõ tốt. Thì đối với bậc xuất gia, quý vị, không có cái này thì gặp cái khó trở ngại khác. Nghĩ gia là cái người trần thế xa lánh, cạo là cái người vô phiền vô não, hay là một cái người đó xuất gia đã là vào chùa thì không có còn nhiễm cái thói đời nữa. Cái điều đó đúng, nhưng mà điều đó đúng là nó chỉ là trên con đường thôi, trên con đường đang hoàn thiện bản thân mình. Cho nên cái nhiều cái vị xuất gia còn gặp rất là nhiều cái hiểm họa và nhiều cái chướng ngại. Và trong trường hợp trong cái câu kệ ngôn này đó, thì cái vị tỳ khưu này là cái vị đã gặp cái chướng ngại đó, là trong một lần đi khất thực
Trong một lần đi khất thực thì đi đến căn nhà trong dòng họ đó, cụ thể là căn nhà thợ kim hoàn, tức là làm quý, làm nữ trang, làm những cái vòng đeo, những cái nhẫn đeo, những cái nữ trang đẹp đẽ. Thì cái vị tỳ khưu mặc dù đã là một cái vị có cái trạng thái tâm thiền định, đạo thiền định tốt, nhưng khi gặp những cái cảnh đó đó, ở trong chú giải thì gọi là gặp những cái cảnh khả ái, vừa lòng thích ý. Có chỗ trong chú giải, trong bản tiếng Anh thì gọi là gặp một cái cô thiếu nữ. Bali thì không có đề cập là người nữ hay là một cái món nữ trang, nhưng mà nói đến đó là một cái trường hợp. Quý vị đợi cho tí xíu. Đó là cái từ đó là Vipharagaramanang là một cái cảnh vừa lòng thích ý. Vừa lòng thích ý thì chúng ta cứ hình dung được, khi mà đến một cái tiệm bán vàng bạc đá quý nữ trang, những cái ánh sáng lấp lánh, những cái hoa văn họa tiết của những cái đồ mình vừa khu, cái trở ngại là về của cái trang sức làm cho vị này động lòng. Và khi mà động lòng như vậy thì đó là một cái trở ngại của thiền định, một cái trở ngại của thiền định trong cái năm truyền cái. Khi mà phiền não bởi cái sự tham đắm ái nhiễm nó khởi lên đó, thì thiền định của vị này không có tiếp tục, không có được tăng trưởng, mà bị sụt lùi và không có cái khả năng để mà kiềm chế trong cái việc mà tham đắm trong cái cảnh khả ái thích ý vừa lòng như vậy. Và vị này trở về lại bổn tự và xin được rời bỏ tăng chúng, tức là hoằng tục về nhà để mà theo đuổi cái con đường về làm trang sức thợ kim hoàn của cái người bà con ở trong dòng họ. Nhưng mà một cái câu chuyện vui thế này, khi mà hoằng tục trở về làm thợ kim hoàn đó, thì cái vị xuất gia, cái vị tỳ khưu này nó lại là một con thợ kim hoàn lười biếng, không có làm nghề. Cũng không biết lý do tại sao, nếu mà thật sự ra một cái người mà chịu khó ngồi thiền mà đắc thiền rồi đó, thì người rất là tốt về cái tâm của mình rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao khi mà về đến nhà để làm công việc mà thợ kim hoàn, là cái làm những cái trang sức như mình mong muốn đó, thì lại trở thành một cái người làm không có ra nghề, một cái người làm không có tốt, một cái người không có đủ cái khả năng để mà tiếp tục cái công việc, và có cái tính chất lười biếng, bị thay đổi một cách rất là rõ rệt luôn. Bởi vì Định Đạt nói ở đây là không hiểu tại sao cái người xuất gia từ trẻ đó, quen với việc tu hành, đi bát thì mình cứ thực tụng niệm ngồi thiền, và đối với cái việc mà xã hội bên ngoài đó, làm để mà kiếm ăn, làm để mà có được cái nghề, thì thường là đa phần nằm trong cái tưởng tượng. Giống như Tịnh Đạt tu từ nhỏ thì khi mà thấy ra ngoài đó, anh chị em hoặc là những người bạn bạn của mình đó làm công việc bên ngoài đó, thì Tịnh Đạt nghĩ là cũng không có khó lắm đâu. Đi buôn bán thì thấy cũng bình thường, thì nói chung là thấy mình tưởng tượng, mình cứ nghĩ là mình cũng có thể làm được như vậy nếu mà
mình là ở vị trí của những người anh, người chị hoặc là những người bạn của mình. Nhưng mà càng ngày càng tìm hiểu thì khi mà những người bên đó họ làm ăn cái có những cái phiền não, những cái khó khăn đó, họ tâm sự với mình đó, thì mình thấy ồ, cũng phải như mình tưởng. Thì bây giờ mà một cái vị xuất gia từ nhỏ đó mà đi ra ngoài đến độ mà 30 40 tuổi mới ra ngoài đó, thì cũng giống như là một cái cậu sinh viên mới bước ra trường đời. Mình bị trễ hơn gần khoảng 20 năm kinh nghiệm cuộc sống và chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Và cũng có thể lý do đó mà cái vị tỳ khưu đã từng đắc thiền, đã là cái người có cái thiền định cao, nhưng mà khi mà về lại xã hội thì lại không có thành công. Rồi làm thì lười biếng mà làm cũng không có giỏi, trên cuối cùng á cái vị này bị đuổi, nó không có cho học nghề tiếp, không có cho học nghề tiếp. Rồi cũng không biết gì chuyện gì làm khác không, việc mà học cái nghề mà mình yêu thích thì cứ lân la lân la lân la, rồi gặp những cái người bạn, những người bạn này vô tình là những cái người đầu trộm đuôi cướp, đầu trộm đuôi cướp. Thì bây giờ không có gì để sống đó, thì cứ làm nhắm mắt làm đại, và cũng đầu trộm đuôi cướp, cũng không có giỏi hơn ai. Cuối cùng là vị này bị bắt, bị quan quân lính triều đình bắt giữ, bắt giam. Và có thể là một cái vụ trộm cướp nghiêm trọng, vị này bị kết án tử hình. Cái vị tỳ khưu hoàng tục đó đã tham gia một cái vụ trộm cướp mà gây nặng nề đó, bị luật nhờ luật của nhà triều đình phán án tử hình, phải phải tử hình bêu trước công chúng. Thì đối với một cái người mà bị kêu án tử hình thì phải nói là một cái điều đó khủng khiếp lắm, một cái điều khủng khiếp. Đối diện trước cái chết thì ai cũng lo sợ, ai cũng run sợ, mà chết mà bị là phạm nhân, bị bêu xấu trước bàn dân thiên hạ đó, thì là một cái nỗi nhục. Thì bị đánh đập nhiều, bị tra tấn rồi dẫn đi pháp trường. Thì có trên con đường mà đi đến pháp trường đó thì quả thật là có một cái điều may mắn xảy ra, là cái vị thầy của mình là Ngài Kassapa đó, Ngài cũng đang đi khất thực và nhìn thấy một cái vị tù nhân bị đánh đập ốm o gầy mòn khóc hát, sao giống đệ tử của mình hồi xưa quá, sao giống cái người đệ tử mà từng học đạo học thiền với mình. Thì Ngài lân la, Ngài hỏi thăm. Thì các vị biết rồi, thì cái thời đó thì các vua quan đều là Phật tử, đều là Phật tử biết đạo hết. Khi các vị xuất gia tu sĩ mà đến hỏi thăm thì cũng để cho hỏi thăm bình thường thôi, chứ không có gây khó dễ gì. Thì Ngài đến Ngài hỏi thăm thì biết chắc là biết đúng là cái người đệ tử của mình ngày xưa học đạo, nhưng mà do bị những cái chướng duyên trở ngại, những cái cám dỗ làm cho cái vị đệ tử của mình trở nên thế này. Thì với cái tấm lòng của một cái vị thầy và cũng như là cái nhìn của một cái vị đã thông suốt về về cái phiền não, không còn là một cái vị thánh A-la-hán, thì cái vị thầy này nhắc đạo một cái câu ngắn ngủi để hy vọng cái người đệ tử này có thể tự cứu lấy mình. Chứ cái vị thầy không có đứng xin xỏ hay là đứng ra để bảo lãnh, mà lại nhắc cho cái vị đệ tử này một cái câu pháp, một cái câu pháp. Và chính vì cái câu pháp này đã cứu được ở trong cái thời gian phải nói là giây phút sanh tử đó, giây phút sinh tử.
Thì để cái câu nhắc của cái vị trưởng lão nó như thế này nè. Ngươi hãy quán tưởng đến nghiệp xứ đã hành trì khi trước đi. Ngươi hãy quán tưởng đến nghiệp xứ đã hành trì khi trước đi. Tức là cái vị thầy này đã hiểu rõ quá nhiều, quá rõ cái vị đệ tử của mình có cái khuynh hướng tu hành như thế nào, pháp môn như thế nào. Bây giờ chỉ cần nhắc khéo thôi. Thì khi được cái vị thầy mình đến thăm hỏi, thì cái vị đệ tử đã mừng lòng là coi như là cái cảm giác đau thể xác nó đã vơi bớt rồi, nó cũng được an ủi phần nào rồi. Chứ toàn là người dưng, người lạ, toàn là cái người mà đứng ra để mà chửi bới những cái tên cướp. Khi mà được cái sự an ủi của vị thầy đó, thì cái vị học trò cảm thấy được ấm áp và được nhắc đúng lúc đúng thời bởi cái câu pháp. Và cái vị học trò này nhớ lại ở trong cái khoảng thời gian là tu sĩ đó, đã thực hành những cái pháp môn, những cái cách thức để mà đưa đến cái sự thiền định, cái sự an tịnh. Và ngay lúc đó cái vị này tu tập quán tưởng, và vị này đã khôi phục lại những gì mà mình đánh mất trong cái khoảng thời gian mà mình lưu lạc ở trong cái xã hội. Vị này đã chứng đạt lại thiền định và có cả thần thông. Lần này thì đã chứng đắc thiền định và có thần thông. Khi mà một cái chúng sanh đã có cái sự an tịnh bởi thiền định và thần thông đó, thì không có cái sự sợ hãi nào thể hiện ra bên ngoài hết. Không có sự thể hiện sự sợ hãi, mặc dù đó là cái án tử hình. Thì khi đã dẫn đến pháp trường và cái người đau phủ chuẩn bị hành quyết đó, nhìn sắc mặt của cái người tội nhân sắp sửa bị hành quyết mà không có một chút lo sợ, run sợ hay là hoảng hốt. Dân chúng ở xung quanh đó cũng cũng bàn tán xôn xao, tại sao trước đối diện với cái chết mà cái người tù nhân này lại bình thản an nhiên như vậy. Và cái tiếng bàn xôn xao như vậy làm cho những cái người lính, người quan đó tạm dừng cái sự hành quyết đó và trình lên đức vua. Thì đức vua ngài ngài biết rồi, ngài biết đây là không phải là một cái người bình thường, và ngài ra lệnh là phóng thích. Và ngay lúc đó thì cái vị này đã dùng thần thông mình đó, dùng thần thông để mà bay lên hư không, dùng thần thông mình để bay lên hư không. Và bay lên hư không trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin được xuất gia trở lại. Thì cái lúc này cũng là cái lúc mà Đức Vua ngài cũng đến để mà bạch trình bày lên cái sự việc như vậy đến Đức Phật. Thì khi đó có mặt của Đức Vua, có mặt của dân chúng, có mặt của cái vị học trò hoằng tục đó, xin xuất gia lại. Đức Phật ngài đã thuyết lên cái câu kệ ngôn này. Ngài nói câu kệ ngôn số 344: người lìa dục xuất gia, sống khổ hạnh rừng núi, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo buộc ràng. Thì sau khi Đức Phật ngài đã dùng nhiều cách để mà giảng dạy sách tấn và đúc kết lại cái câu chuyện bằng câu kệ ngôn pháp cú này, vị tỳ kheo đã hoằng tục và xin xuất gia lại, chứng đắc đạo quả thiền định, thần thông và đạo quả A-la-hán, có hội chúng và có cả chứng. Kết thúc một cái kết thúc rất là có hậu và đẹp đẽ cho một cái vị tỳ khưu từng là một cái vị xuất gia với
với cái công phu thiền định và trải qua một cái giai đoạn khó khăn, bị cám dỗ bởi cái ngũ trần lục dục, bởi cám dỗ bởi cái sự hư hại của cái nhóm cướp giật, và đến cái việc đó là trong cái giây phút quan trọng đó, được cái sự sắp tấn khích lệ của vị thầy của mình, vị này đã tu hành nhớ tưởng đến những cái công phu ngày trước và đã đắc thiền định, và do nhờ cái sự thuyết pháp sắp tấn của Đức Phật, vị này đã đắc được quả vị A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Quý vị thấy cuộc đời của cái vị tỳ khưu này có trầm luân, có trôi nổi, có phải nói là một cái cuộc đời ghi vào sử sách, mà nếu là một cái người thi sĩ hay là một cái tác giả soạn nhạc thì có thể lấy cảm hứng để mà làm một cái tác phẩm. Một cái điều mà mà qua câu chuyện này Tịnh Đạt có cái cảm nhận á, không biết quý vị có cảm nhận như nào. Khi chúng ta sống trong cuộc đời á, hãy sống hết mình và sống cả tâm huyết. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta sống bằng cái sự an toàn á, tức là sống không có dám mạo hiểm, sống không có dám dấn thân, thì cái sự an toàn nó dẫn đến một cái kết quả tốt đẹp. Ở trong một quyển sách mà Tịnh Đạt vừa đọc đó, thì là Dấu Chân Trên Cát đó, thì có một cái câu chuyện tinh tóm tắt như thế này. Một cái người con của một cái người lương y tên là Sinuhe. Cái người này là người con của một cái người lương y, mà lương y này chuyên chỉ giúp những người nghèo khổ và không có nhận tiền thù lao lớn, chỉ là để một cái thùng tiền từ thiện ở trước ở giữa cái nhà bệnh của mình đó, mà bệnh cho một nào thì lòng hảo tâm mà cái người đó họ bỏ tiền thù lao hay là tiền thuốc thang ở trong cái thùng đó, và cái người lương y này chỉ thùng tiền đó sử dụng một ít để mà nuôi gia đình, còn số tiền dư còn lại đem và giúp những người nghèo, một bậc lương y. Và cái người xuống nuôi hê này noi gương cha mẹ và có ước nguyện đó là sau này cũng có lương y y, và cái điều đó đã thành tựu khi mà đã có một cái trường học nổi tiếng về y thuật và đặc biệt là y thuật về sự sống. Và sau khi tốt nghiệp thì chàng đã làm theo cái ước nguyện đó hồi nhỏ và trở về nhà thay thế cha mẹ để trở thành một cái lương y trị cho người nghèo khó. Nhưng mà cái câu chuyện nó chưa kết thúc tới đó. Khi mà cái người lương y Su Nui He này tình cờ quen biết và làm một cái thầy thuốc trị bệnh cho đức vua, thì trở thành một người nổi tiếng và có cái nhiều cái danh tiếng, cái sự ảnh hưởng. Và một lần đi đi ca coi ca nhạc xem kỹ nữ đó, thì đã đem lòng mê say một cái cô kỹ nữ được 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 các công tử vương tôn chiều chuộng. Và cái người lương y Su Nu He này đem tất cả tài sản, thậm chí cả ngôi nhà cha mẹ để lại cho mình bán đi để mà chiều chuộng cái cô kỹ nữ này. Thì sau khi bị cô kỹ nữ này không có chấp nhận cái tấm chân tình, chàng đâm ra thiểu thiểu não và đã hủy hoại cuộc đời của mình. Và cuộc câu chuyện nó dẫn đến đó là chàng đi đến một cái công việc, đó là chuyên chăm
chăm nom và an trí cho những người chết. Và vô tình trong cái việc mà chàng là một cái lương y giỏi đó, cái việc mà an táng cho người chết là chàng làm rất là giỏi, và chàng làm bằng cả tâm huyết, bởi vì bây giờ cuộc sống của chàng coi như là không còn gì để mà nuối tiếc rồi. Thì những người thầy đó, những cái người trước đây mà làm cái công việc mà an táng đó, nhận thấy là một cái anh chàng lương y tốt nghiệp một cái loại giỏi của một cái trường danh tiếng về cái sự sống, bây giờ đã về đây để làm cái công việc an táng cho người chết, thì những cái người thầy đó lại chỉ cho một cái bài thuốc, cái công thức về lương y khía cạnh, về y thuật khía cạnh của sự chết, giống như là cái thế giới của người chết. Thì đối với cái công thức và cái bài học này thì gọi là bí truyền, không có truyền ra ngoài, và vô tình trong cái trôi nổi cuộc đời, cái người Sunuhe này đã học được. Thì ở đây dẫn chứng cái câu chuyện kể cho quý vị nghe, đó là ở trong cuộc đời chúng ta không đoán trước được cái gì xảy ra hết, mà chúng ta hãy hết lòng sống với đạo, sống với tâm của mình, thật với tâm của mình. Chúng ta đừng có đoán trước tương lai, và chúng ta cố gắng gượng gạo để mà đi theo cái đường đã vạch. Chúng ta hãy sống hết mình. Chắc là hôm nay chúng ta giàu có và chúng ta sẽ luôn luôn giàu có. Chưa chắc là chúng ta hôm nay chúng ta nghèo khổ, chúng ta khó khăn, và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng khó khăn nghèo khổ. Cuộc đời nó không có nói trước được cái việc gì. Đó là cái phước duyên ở trong quá khứ mà chúng ta đã từng tạo. Đôi khi những cái trở duyên làm cho chúng ta khó khăn, nhưng mà đó là thử thách. Ai có khả năng vượt qua thử thách thì đó, người đó là thành công. Cũng giống trường hợp của cái vị tỳ khưu hoàng tục như thế. Nếu vị giữ cái mảnh y, giữ cái thiền định, không có bị cám dỗ bởi cái lục dục ngũ trần đó, không có bị cám dỗ bởi cái trang sức đẹp đẽ đó, thì vị này không có hoàng tục. Mà không có hoàng tục thì cũng không, cũng chưa chắc là cái vị này có cái cơ hội để mà được thầy của mình nhắc đạo. Mà thầy của mình nhắc đạo cũng không có được cái cơ hội để mà Đức Phật ngài thuyết pháp, để cuối cùng đạt được cái đầu A-la-hán. Khi đã thấm được cái việc đời thì đó là cái lúc hợp thời hợp đạo để mà nhắc cái câu pháp, nó mới hợp thời hợp đạo để mà hiểu lãnh ngộ được cái câu pháp đó. Cũng giống như chúng ta đang học cái bài học này, mà chúng ta là một cái người hoàn toàn không có trải nghiệm, thì đối với cái câu kệ ngôn này chúng ta chỉ là học thuộc, chúng ta nghe cho hiểu cho biết, nhưng mà chúng ta chưa có áp dụng được, chúng ta chưa có thấm được. Ở đây chúng ta dễ hình dung nhất qua cái ý nghĩa của câu kệ ngôn, đó là cái người từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, từ trong ánh sáng đi rồi đi trở lại trong bóng tối. Cái trường hợp tỳ khưu này chúng ta có thể nói là một cái người xuất gia có cái sự thiền định tốt, thì là người ở trong ở ngoài ánh sáng, nhưng bị cám dỗ bởi cái phiền não, bởi cái ngũ trần, cho nên bị lui thối thất cái tinh tấn và bị mất đi cái thiền định, thì trở lại là ở trong bóng tối. Nhưng từ trong bóng tối được cái cơ hội sách tấn, khích lệ, giảng giải và thấm cái sự đau khổ ở trong cái bóng tối đó, chán chường trong bóng tối đó, cái vị này đã bước ra ngoài ánh sáng bởi cái thiền định, thần thông và đạo quả. Đó là cái việc mà chúng ta, nhưng mà đây là câu chuyện đã xảy ra rồi, cho nên chúng ta có thể phân tích như vậy. Còn cái chuyện cuộc đời của chúng ta là ở tương lai. Chúng ta hãy sống bằng cái lạc quan, yêu đời. Khó khăn chúng ta nghĩ bằng tiêu lạc quan yêu đời, đừng có bi quan bởi những cái thất bại, mà hãy nhìn đó là một cái thử thách, một cái cơ hội để chúng ta cảm nhận cái cuộc đời, cảm nhận cái khổ đau, học một cái bài học. Nếu mà ai như vậy, ai khó, ai được nhiều bài học của khổ đau,
thì người đó sẽ có được cái kinh nghiệm tốt và sẽ là những người thành công, những cái người biết chia sẻ và những người có cái suy tư thấu đáo kỹ càng ở trong từng cái chuyện mà xảy ra ở trong cái cuộc đời. Còn một cái người mà hoàn toàn sống ở trong cái vòng an toàn, luôn luôn được đùm bọc, bảo che, bảo vệ, che, thì cái người đó nhìn á thì là tốt đẹp, nhưng mà đôi khi đó không phải là cái cơ hội để mà rèn luyện, để mà rèn giũa. Ngọc muốn đẹp, muốn tốt, muốn sáng, muốn cho có giá trị phải được rèn, được giũa, ngọc đó mới có cái giá trị. Còn như ngọc ở trong đá hay là ngọc ở ngoài thiên nhiên chưa được qua cái sự rèn giũa thì ngọc đó vẫn là ngọc tiềm ẩn, cái giá trị cũng vẫn là đang là tiềm ẩn. Cho nên qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú 344 này và qua cái câu chuyện tích chuyện của các vị tỳ khưu hoàng tục, chúng ta sẽ học được những cái bài học cho riêng mình. Và qua cái lời chia sẻ hôm nay thì Tịnh Đạt cũng xin được tóm tắt cái ý nghĩa của câu duyên sự và câu kệ ngôn Pháp Cú số 344. Để kết thúc cái bài chia sẻ này thì Tịnh Đạt xin được kính chúc chư tăng ni và toàn thể đạo tràng diễn đàn Pháp Cú này chúng ta được nhiều cái tu trong pháp. Và mặc dù là trong cái thời gian dịch bệnh Covid đang phức tạp, nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến những cái tấm lòng, những người con và những cái tấm lòng học đạo, trau dồi Phật pháp ngày qua ngày nọ được ngày càng tốt đẹp hơn. Tịnh Đạt xin bài chia sẻ ngày hôm nay. Nam mô Bụt. Dạ, kính mời cô MC trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thu lần thầy. Thầy mà đại chúng trong rùm còn xin được thành kính tri ân cái đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa duyên sự bài kinh pháp cú số 344 là phật tử chúng con để hiểu học và hành cho được sự lợi ích và sự an vui, sự tiến hóa. Chúng con sẽ được thành kính tri ân đại đức tịnh đạt. Đã thay mặt để chúng một lần nữa con xin được thành kính cung trình lời đức minh hạnh từ bi chúc phúc cho rùm sau khi nghe pháp. Nam mô Bụt. Con xin được thành kính cung trình lời đức minh hạnh. Hôm tu sắp mang cái lăng ra khăn tu sắp bài đề quật tu sắp bồ đà nó phá về nó sa đà sư thế phật văn tu tế bảo quật tu sắp mang cái lăng ra khăn tu sắp bài đề quật tu sắp bồ đà nó phá về nó sa đà sư thế phật văn tu tế bảo tu sắp phẩm ăn cả lăng ra khăn tu sắp về đây và tu sắp ở sang kha nở hoa về đa sa đa so thi phong văn chú tê thân an phương an có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng có sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thầy. Dạ, chứ còn được thay mặt đại chúng châu rung thành kính chơn để đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền để chúc phúc châu rung sau khi nghe pháp. Phật Nam xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu. Ya te va da san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tha ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thing ka ron te tha vi ha ra man da le thế ra cha ma cha na va ca cha phi kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni kha ma cha i sa ra
Sapanaputta sukhita bhavantu te chala pujaye pijanda sampava sangseda chata atavo papatika niyanikang thamma varang patichate sabe pidukha sakarontu sankhayang thatu chirang satang thammo thammatara japukhala sangho hotu samakho va athaya ja hitaya ja amhe rakhatu sathammo sabe pitamacharino vutting sampa punayama thamma ariya pavedite idang no nyatinang hontu sukhita hontu nyatanyo idang no nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo idang no nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ăn được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Idang vatano punyang asavakha yavahang nipanasa pakjayo hotu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng và sa phần được hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rùm pháp cú kinh chuyên đề ngày hôm nay sẽ được khép lại. Trong vài giây phút tới, chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam trở lại rùm pháp cú kinh để chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Hầu mong được sự an vui và sự tiến hóa tiến tới sự giải thoát khỏi ba giới bốn loài. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Khai, kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.